Bài số 21 A-Z. Dấu lặng móc đơn. Ý nghĩa của dấu lặng móc đơn đó là khi chúng ta đàn mà thấy dấu lặng móc đơn thì chúng ta sẽ ngưng đàn, và thời gian ngưng đó bằng một nốt móc đơn. Đây là ký hiệu của dấu lặng móc đơn. Và để vẽ được dấu lặng móc đơn, chúng ta chú ý dấu lặng móc đơn gồm có hai nét. Nét thứ nhất là một đường cong giống như logo của hãng Nike, và nét thứ hai là một đường thẳng xuyên xuống. Hai nét. Và đường cong, nét cong như logo của hãng Nike phải nằm trong khe thứ ba của khuôn nhạc.